Vâng, hôm nay em tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc của bác, là có những bác bảo em là tiếp tục quay lại xem cái đầu riêng. Thì em hôm nay cũng báo giá lại cho các bác biết là cái đầu riêng này, cái đầu Belarus hôm nay video của em lên là riêng cái đầu. Em quay cái đầu cho các bác xem là đầu Belarus 892 đời 99 lốc đen các bác nha. Có hai cầu và có coi như là lucky bằng hơi có nha. Vỏ cái là 18430 mới thay mới cạo, rồi vỏ trước cũng còn rất ngon, khoảng tầm 80%. Vậy một màu đỏ nguyên huyền thoại của em Belarus, người mẫu đẹp nhất hiện bây giờ trên bảng xếp hạng làn sóng xanh năm 2022, năm 2023 các bác. Đấy, rất tuyệt vời và rất đẹp. Vâng, có những cái cũ của người ta thì các bác hãy cùng em đi tìm về làm cái mới cho mình. Và ngay hôm nay em cũng sẽ lên một video tiếp tục cho các bác báo giá 300 triệu cái đầu này. Các bác nhé, 300 triệu. Còn có cái mọc này thì là 60 triệu của giấy tờ. Nhưng chủ nhà bán cái đầu này xong phải bán cái mọc, chứ không bán mọc trước. Các bác nhé. Đấy, và đi vào chi tiết thì xin mời các bác cùng em. Có cabin cực kỳ rộng rãi, kèn đèn đầy đủ, giấy tờ. Đấy, và đây là giấy tờ của em nó. Các bác nhé. Đây các bác, em vào tới nhất đây này. Em vào tới nhất màu sơn đỏ các bác nha, xuất xứ tại Nga. Ok, và giấy tờ của mọc, giấy tờ của mọc đây các bạn này. Ra mọc. Đây, ra mọc. Đây các bạn này, ra mọc. Đó. Trọng lượng là 3,5 tấn, trọng tải là 6,5 tấn có nha. Riêng cái mọc không này là 3,5 tấn, còn chở hàng lên nữa là 6,5 tấn. Chờ được 3 tấn nữa, có nhá. Đó, còn mình cứ chất đựng mười mấy, 20 tấn cũng được, tùy mình. Rồi, để đi vào chi tiết, xin mời các bác. Điện thoại, một chiều mưa, một đồ. Đây là trợ lực tê lại, câu trước, nhìn từ phía trước. Ở đây là không? Những đường nét sắc nét tuyệt vời, không có một tí nhớt nào thì ra các bác nhé. Và cuối cùng chúng ta xem đời của em là 99. Rồi, ok. Giấy 10 triệu nữa, chơi luôn. 10 triệu nữa, hợp lý. Rồi, ok. Đổi cái gì? Chơi luôn. Đổi bù à? Ờ, à, thêm trung ạ, đúng rồi. Đấy, Lê Tuấn quay, nhưng mà Lê Tuấn cũng đang xem theo dõi câu chuyện của chủ xe. Đấy. Nói chung thì đây các bác, cầu trước, còn riêng nguyên bản. Nói chung qua câu chuyện mà tâm sự với chủ nhà thì đầu tiên chủ nhà còn thanh niên nhé, rất trẻ, nhưng mà chủ nhà muốn cũng máu, đúng không ạ, cũng có cá tính, tức là chơi là chơi nổi trội, đúng không ạ, chơi là chơi đẳng cấp thì mua về. Nhưng mà công việc ở đây không đáp ứng được với cái xe này, bởi vì cái tiền thuê chở ở đây nó quá rẻ. Nó rẻ quá các bác ạ. Bởi vì ở đây mà kéo một cái dàn xe này đi một ngày chỉ có 500 bạc. Nhưng nếu như một cái xe nhỏ cũng 500 bạc thì bán chiếc xe này đi để mua lại một chiếc xe nhỏ hơn để đi làm. Nó vừa ít dầu, nó vừa nhỏ, nó vừa đủ
cái tiền công các bác nhá, chứ không phải là bán đi mà vì xe cộ hư hoặc như thế nào. Đấy. Rất tiếc em này được chủ đem về đây nhưng đúng đúng chỗ, đúng lúc nhưng không đúng chỗ. Bởi vì đem đi làm mà một người cũng xăng dầu như vậy nhưng mà xe nhỏ hơn, cũng số tiền công như vậy, nhưng mà cái em này thì lại là nó to quá, nó phí đi mà tiền công cũng bằng em nhỏ. Đấy, cho nên là Vi phải tính toán. Đấy. Cái này phải đúng lúc đúng chỗ thì trọng tải và làm việc một ngày phải được tầm 1 triệu đến 2 triệu bạc. Đấy, nhưng mà ở đây chỉ làm được có 500 thôi. Các bác nhá, cho nên là chủ nhà nói chung là cũng nói có lý. Và nói sao thì Lê Tuấn nói như vậy để cho cả nhà ta nắm bắt được. Chứ xe cộ là còn rất ngon nha, chứ không phải là có cái vết gì hoặc có lỗi gì mà bán, mà do coi như không đúng chỗ. Bởi vì cái mức độ đồng tiền làm ăn ở đây nó quá gì là nhỏ, thấp, không phù hợp với cái xe này. Mà cái xe này phải nhờ đến các bác đẳng cấp nha. Các bác phải chở mi hoặc chở bao bi. Đấy, và cày, tức là tháo ra thì về đi cày. Cứ cái chỗ này phải có công việc nhiều thì sử dụng em này với tối đa, tức là hết sức, tức là cái công năng của em nó vận hành thì ở đây không đủ sức cho em, nó rất phí. Cho nên là em cũng nói với các bác là bác nào mà ở cái chỗ cần chở và cần cày thì các bác nên dùng. Bởi vì cái đít của em đã có một cặp kiếm rồi, thì các bác cứ bung mọc ra là các bác lắp cày vào là bác cày thì kiếm được thêm tiền, có thế thôi các bác nhá. Nó hay ở đoạn hơi này, hơi lắc kê các bác nhá, đóng số số cầu là bằng hơi. Còn bánh trước có khi nó to hơn bánh này nữa, nhưng mà nó ốm hơn, nó to nhưng mà nó ốm hơn. Nó ốm hơn. Ờ, nó ốm hơn, chứ thằng này nó mập hơn. Nó mập hơn chút. Rồi, vỏ 18-430. Đây con, đang mở. Còn cái gió luôn. F39 được của Nga đây. Su 35 mà F39 được của Nga, đúng này. Cái này mà sang Nga là Ukraine sợ lắm ấy. Ukraine sợ F39 được. Vỏ mới hết các bác nhé. Dạ vuông đẹp. Rồi em cũng đang nói bác là nếu như các bác mà để vận hành cái xe này thì các bác buông ngoặc ra thì các bác về đi cày tiếp quá nhé. Đó là có cặp kiếm sẵn như các bác, đầy đủ hết, không cần thiếu gì. Đấy. Còn ở đây thì chỉ có kéo thì kéo lại cái công nó bèo quá. Đấy, thế thế không đủ thì chủ nhà mới tính toán ra một cái phương án hai là bán đi để mua cái nhỏ hơn. Đấy. Để ở đây vận hành không hết sức công lực của em đâu. Đồng bộ, thắng hơi lắc kê đầy đủ. Đấy, đó nhá. Đấy. Đấy. Hai bình dầu. Và tất cả hệ thống đang còn riêng nguyên. Không có một rỉ một tí nhậu tí nhớt nào. Đó nhá. Và đây là và thứ hai nữa là moặc, thì em cũng nói luôn các bác là moặc 2m4 phù bì, dài 4m2, cầu huynh đai 11 tấn, thắng hơi lắc kê đầy đủ. Đấy. Hiện trạng của moặc thì moặc Tây Ninh đóng rất cực kỳ nổi tiếng từ xưa nay, bằng vì sắt các bác nhé, rất tốt và cặp vỏ rất đẹp. Thứ hai nữa là dàn sexy các bác nhá, lắc kê một đi bò. Đấy. Đấy các bác. Rồi, em sơ bộ qua như vậy các bác đã hiểu về mặt Tây Ninh rồi. Đấy. Và tiếp tục thì em cho các bác xem đằng sau một chút. 2m4 cân đối rất đẹp. Mặt này chủ kêu cùng với xe là 60 triệu của giấy tờ, nhưng mà chủ bán đầu trước nhé, rồi vì đêm bán mặt, mong các bác thông cảm. Nếu bác nào mà mua thì các bác phải gọi em đến, hai bác mua đầu, bác mua đuôi. Trở về chúng ta bắt đầu chia bùi xẻ ngọt bác nhá, để chúng ta đưa em về. Em về là với người còn đâu những ngày xa vắng,
Ok chưa? Đấy, mấy bác cũng đang nói chuyện vì vấn đề tình hình căng thẳng. Đấy, vì chiến thuật chiến lược cũng như làm ăn của xe cộ có nha. Đấy. Và cuối cùng thì em cũng đã hoàn tất một video để giới thiệu với các bác đầu xe Belarus 892 đời 99 hai cầu thắng hơi lắc kê vỏ ruột mới y như trong video của em hôm nay. Cuối cùng em xin các bác cho em một like để em có động lực tiếp tục trên con đường hành trình đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Và tiếp tục hôm nay em đã giới thiệu xong cho các bác nhé. Em đã nói với các bác xong giá cả của cái đầu là 300, cái mọc 60, nhưng ai mua hết luôn thì bán hết, còn nếu như ai mua đầu trước thì bán mọc sau 60 triệu các bác nhé. Có giấy tờ. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều và các bác đã ủng hộ em trong những ngày qua, và em xin dừng video tại đây, xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.